Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với channel Địa lý News. Vào ngày 24 tháng 2 năm 2022, Liên bang Nga tiến hành một chiến dịch tấn công quân sự quy mô lớn mang tên chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine. Liên Hợp Quốc gọi là Nga xâm lược Ukraine. Báo chí phương Tây gọi là Nga xâm phạm Ukraine. Việc Liên bang Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt nhằm vào Ukraine với mục đích phi phát xít hóa và phi quân sự hóa trên lãnh thổ Ukraine. Tính tới thời điểm hiện tại, đã trải qua 167 ngày. Hầu như hành động này, ông Putin bị cả thế giới lên án, đưa ra các đòn trừng phạt đặc biệt trong lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên, có hay trong một kịch bản rất hoàn hảo của Nga trước đòn trừng phạt của Mỹ và châu Âu, Nga vẫn ung dung trong khi châu Âu rối như canh hẹ do cơn khủng hoảng chính họ gây ra. Đúng vậy, mặc dù kinh tế có nhiều khó khăn do hàng loạt các đòn trừng phạt nghiêm trọng chưa từng có từ các nước phương Tây, nền kinh tế Nga vẫn cho thấy nhiều tín hiệu lạc quan. Một trong những cứu cánh cho nền kinh tế nước Nga đó chính là nguồn tài nguyên thiên nhiên lớn nhất và giá trị nhất thế giới, tương đương với 75.000 tỷ đô. Trong đó, dầu khí 60 tỷ tấn, giá trị khoảng 7.000 tỷ đô, khí tự nhiên 19.000 tỷ đô. Nga có gần 790 triệu hecta rừng, trị giá 28.000 tỷ đô. Than đá 7.000 tỷ tấn, lớn thứ hai thế giới. Vàng thứ ba thế giới, đất hiếm thứ hai thế giới. Nga có thể sống qua 45 năm với việc chỉ bán tài nguyên mà không cần làm gì. Trong các nguồn tài nguyên thiên nhiên của Liên bang Nga, các nguồn tài nguyên nhiên liệu hóa thạch như than đá, dầu mỏ, khí tự nhiên đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Doanh thu này vẫn không ngừng tiếp sức cho nền kinh tế xứ Bạch Dương. Đây là nguồn ngoại tệ có giá trị giúp Nga mua một số hàng hóa từ các nước trung lập hoặc thân thiện. Vậy Nga đang xuất khẩu những loại nhiên liệu hóa thạch nào và những nước nào đang nhập khẩu những loại nhiên liệu này? Hãy cùng với Địa lý News tìm hiểu trong video này nhé! Mặc dù Liên bang Nga gần như bị cả thế giới lên án, trừng phạt vì cuộc xâm lược Ukraine, tuy nhiên, Nga là nhà sản xuất lớn thứ ba và xuất khẩu dầu thô lớn thứ hai thế giới. Trong 100 ngày kể từ khi bị xâm lược Ukraine, dầu mỏ là mặt hàng xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch có giá trị nhất của Nga, chiếm 48 tỷ đô la Mỹ hoặc gần một nửa tổng doanh thu xuất khẩu. Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch, CREA, từ ngày 24 tháng 2 đến ngày 4 tháng 6 năm 2022, tổng doanh thu xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga là 97,9 tỷ đô la Mỹ, trong đó dầu thô đạt 48,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm 49,4%. Đường ống khí đạt 25,2 tỷ đô la Mỹ, chiếm 25,8%. Sản phẩm từ dầu đạt 13,6 tỷ đô la Mỹ, chiếm 13,9%. Khí tự nhiên hóa lỏng đạt 5,4 tỷ đô la Mỹ, chiếm 5,5%. Than đá 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm 5,1%. Trong khi dầu thô của Nga được vận chuyển trên các tàu chở dầu, một mạng lưới đường ống vận chuyển khí đốt của Nga đến châu Âu. Trên thực tế, Nga chiếm 41% tổng lượng khí đốt tự nhiên nhập khẩu vào EU và một số quốc gia gần như chỉ phụ thuộc vào khí đốt của Nga. Trong số 25 tỷ đô la Mỹ xuất khẩu qua đường ống dẫn khí đốt thì có tới 85% được xuất sang EU. Ngoài ra, khối EU chiếm 61% doanh thu xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga trong thời gian 100 ngày. Sau đây là một số quốc gia, mặc dù trên thực tế áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với nước Nga, song vẫn nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga. Trung Quốc đã vượt qua Đức để trở thành nhà nhập khẩu lớn nhất với giá trị 13,2 tỷ đô la, chiếm 13,5% doanh thu xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga. Trung Quốc nhập khẩu gần 2 triệu thùng dầu chiết khấu của Nga trong tháng 5, tăng 55% so với một năm trước. Tương tự, Nga đã vượt qua Ả Rập Saudi để trở thành nhà cung cấp dầu lớn nhất của Trung Quốc. Nhập khẩu tăng mạnh nhất đến từ Ấn Độ, trong 100 ngày có Ấn Độ mua tới 18% tổng lượng dầu xuất khẩu của Nga. Xếp thứ hai là Cộng hòa Liên bang Đức cùng với Hoa Kỳ là một trong những quốc gia đi đầu trong việc áp đặt lệnh trừng phạt lên nước Nga. Tuy nhiên, trong các nước thuộc khối liên minh quân sự NATO, Cộng hòa Liên bang Đức lại là quốc gia nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch lớn nhất từ Nga với 12,7 tỷ đô la giá trị nhập khẩu, chiếm 12,9% doanh thu. Ngoài ra, còn có các quốc gia khác thuộc NATO bao gồm Italia 8,2 tỷ đô la, chiếm 8,4%, Hà Lan 8,2 tỷ đô la, chiếm 8,4%, Thổ Nhĩ Kỳ 7 tỷ đô la, chiếm 7,2%, Ba Lan 4,6 tỷ đô la, chiếm 4,7%, Pháp 4,5 tỷ đô la, chiếm 4,6%, ngoài ra còn có Ấn Độ với 3,6 tỷ đô la, chiếm 3,7%. Tổng cộng Nga đã xuất khẩu nhiên liệu hóa thạch trị giá 97,7 tỷ đô la Mỹ trong 100 ngày đầu tiên kể từ khi xâm lược Ukraine với mức trung bình 977 triệu đô la Mỹ mỗi ngày. Một số nước đã giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng cung cấp từ Nga. Đây là biểu đồ cắt giảm khối lượng nhập khẩu hàng hóa từ Nga.
Nhìn vào biểu đồ ta thấy, Mỹ và Thụy Điển đã cấm hoàn toàn việc nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch của Nga, với khối lượng nhập khẩu hàng tháng lần lượt giảm 100% và 99% trong tháng 5 so với thời điểm cuộc xâm lược bắt đầu. Biểu đồ cũng cho ta thấy được phần lớn các nước cắt giảm đều thuộc các nước liên minh quân sự NATO. Việc cắt giảm nhập khẩu có thể sẽ tiếp tục. Trong khi EU đang loại bỏ dần dầu của Nga, một số quốc gia châu Âu đang phụ thuộc rất nhiều vào khí đốt của Nga. Một cuộc tẩy chay toàn diện đối với nhiên liệu hóa thạch của Nga cũng sẽ gây tổn hại cho nền kinh tế châu Âu. Do đó, việc loại bỏ hoàn toàn có thể sẽ diễn ra từ từ và tùy thuộc vào môi trường địa chính trị đang thay đổi. Việc trừng phạt Nga chỉ đồng nghĩa với việc các nước phương Tây nhường thị phần khổng lồ cho các quốc gia như Trung Quốc và Ấn Độ, trong khi các nước này đang cố gắng tìm kiếm nguồn năng lượng đắt đỏ để thay thế nhiên liệu giá rẻ của Nga. Moscow hiện đang bán dầu khí với giá chiết khấu cho Trung Quốc và Ấn Độ khi nước này chuyển đổi từ Đại Âu sang Đại Á Âu. Các bạn có suy nghĩ gì về hành động trừng phạt nhưng vẫn đang nhập khẩu nhiên liệu hóa thạch từ Nga của các nước phương Tây? Video đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả các bạn vì đã xem và thích nó. Xin chào và hẹn gặp lại!